Cô chào các em. Để giúp các em làm bài kiểm tra giữa học kỳ 2 đạt kết quả tốt, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập môn ngữ văn lớp 7. Bây giờ, các em lấy sách giáo khoa và tập bài học ra, chúng ta bắt đầu ôn tập nhé. Đầu tiên, cô có một số thông tin gửi đến các em. Một là ngày giờ kiểm tra, các em xem thông báo giáo viên chủ nhiệm đã gửi. 2. Địa điểm kiểm tra là tại lớp học. 3. Đề chung, phần trắc nghiệm và tự luận. 4. Là về thời gian, 90 phút. Về nội dung ôn tập gồm có các phần sau. Phần thứ nhất là phần đọc hiểu. Các em ôn cho cô hai chủ điểm. Chủ điểm hành trình tri thức thuộc thể loại văn nghị luận ở bài 6. 2. Là trí tuệ dân gian thuộc tục ngữ ở bài 7. Trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 học kỳ 2. Về phần tiếng Việt, các em ôn cho cô các bài. Thứ nhất là liên kết trong văn bản. Thứ hai là tục ngữ. Thứ ba, thành ngữ. Và cuối cùng là nói quá, nói giảm và nói tránh. Về phần trả lời câu hỏi, các em trả lời các câu hỏi từ đoạn trích trong đề. Về phần viết, các em sẽ viết bài văn nghị luận về đời sống xã hội. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập. Đầu tiên là phần đọc, các em sẽ được tiếp xúc với văn bản nghị luận hoặc tục ngữ. Ngữ liệu ở trong đề sẽ lấy ngoài sách giáo khoa ngữ văn lớp 7. Ở phần này các em phải nắm được đặc điểm chức năng của văn bản nghị luận hoặc tục ngữ. Các em cần xác định được ý nghĩa, nội dung của câu tục ngữ đó hoặc đoạn trích trong đề bài. Cô có ví dụ sau, câu tục ngữ, nắng tốt dưa, mưa tốt lúa. Câu tục ngữ này có hai vế, có vần lưng, đó là vần ưa. Đặc điểm là ngắn gọn, có nhịp điệu, có hình ảnh. Nội dung của câu tục ngữ là nói về kinh nghiệm thời tiết đối với cây trồng. Tiếp theo là phần tiếng Việt. Thứ nhất là phép liên kết trong văn bản. Cô có ví dụ như sau. Một là sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu. Hai là sách nhiều dễ khiến người đọc lạc hướng. Ta thấy ở đây tác giả Chu Quang Tiềm đã sử dụng phép nối một là, hai là làm cho đoạn văn gắn bó và chặt chẽ với nhau. Ngoài phép nối còn có một số phép liên kết đã được học như phép lặp từ ngữ, phép thế và phép liên tưởng các em nhé. Thứ hai là tục ngữ. Phần này cô đã giới thiệu ở phần đọc, các em xem kỹ lại ở sách giáo khoa trang 27 và 28. Thứ ba là thành ngữ, cô có ví dụ như sau, chết như rạ, tức là chết rất nhiều. Vậy thành ngữ là gì? À, thành ngữ là tổ hợp từ cố định, còn nghĩa của thành ngữ là cả một tập hợp từ, thường có tính hình tượng và tính biểu cảm rất cao. Về tác dụng của thành ngữ thì làm cho lời nói, câu văn trở nên giàu hình ảnh và cảm xúc. Thứ tư là nói quá. Cô có ví dụ, thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Tát biển đông cũng cạn là phép nói quá, tức là phóng đại mức độ, quy mô của sự việc, sự vật. Tác dụng là nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm cho sự diễn đạt. Cuối cùng trong phần tiếng Việt là nói giảm, nói tránh. Cô có ví dụ như sau. Cụ Năm đã qua đời. Từ qua đời đã giảm đi sự đau buồn. Ví dụ thứ hai, bác sĩ đang khám nghiệm tử thi. Từ tử thi tránh đi cảm giác ghê sợ. Như vậy, ở phần tiếng Việt, các em lưu ý ôn kỹ đặc điểm cũng như tác dụng của tục ngữ, thành ngữ, nói quá, nói giảm và nói tránh. Tiếp tục phần ôn tập, đó là phần trả lời câu hỏi. Các em nhớ đọc kỹ đoạn trích trong đề và nêu suy nghĩ hoặc nhận xét của em về một hiện tượng, một chi tiết hoặc một hình ảnh có ảnh hưởng đến đời sống con người. Lưu ý, các em trả lời từ 3 đến 5 câu, không gạch đầu dòng, không liệt kê mà sắp xếp thành đoạn văn. Các em thân mến, cuối cùng là phần viết. Tức là các em sẽ viết bài tập làm văn. Kiểu văn bản là viết bài văn nghị luận về đời sống xã hội. Các đề tài các em cần ôn tập như là nghiện game hoặc là tác hại của việc vứt rác bừa bãi. Về yêu cầu,
Thứ nhất, bài văn nêu được vấn đề cần bàn luận. Thứ hai, trình bày được ý kiến tán thành hoặc phản đối với vấn đề cần bàn luận. Thứ ba, đưa ra lý lẽ rõ ràng, bằng chứng, xác thực, đa dạng để làm sáng tỏ ý kiến. Về bố cục của bài viết thì phải đảm bảo 3 phần, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Về phần mở bài, giới thiệu vấn đề và nêu ý kiến của người viết. Về thân bài, thứ nhất, các em giải thích vấn đề. Thứ hai là bàn luận. Trong phần bàn luận thì đầu tiên chúng ta phải khẳng định ý kiến tán thành hoặc phản đối của người viết về vấn đề đó. Thứ hai là trình bày các lý lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến. Cô lấy ví dụ như đề tài nghiện game thì các em sẽ đưa ra các ý kiến. Một là tác hại đối với sức khỏe. Hai là game có tác hại về mặt học tập. Thứ ba là ảnh hưởng tiêu cực đến nhân cách. Thứ tư là chơi game, nghiện game thì sẽ rất tốn kém. Các em cần phân tích cụ thể từng tác hại và kết hợp nêu lý lẽ với bằng chứng để làm cho bài văn được đầy đủ và đúng với yêu cầu của thể loại. Phần thứ ba trong phần thân bài đó là phần soi chiếu. Còn ở phần kết bài có hai ý. Ý thứ nhất là khẳng định lại ý kiến để đã bàn luận. Ý thứ hai là đề xuất giải pháp, nêu bài học nhận thức và phương hướng hành động. Các em biết không, bài văn phải mạch lạc rõ ràng và cần có những cụm từ để chuyển ý thì chắc chắn sẽ có sự liên kết chặt chẽ cho bài văn. Các em à, phần ôn tập của cô đến đây đã kết thúc. Trong quá trình ôn tập, có gì không rõ hoặc chưa hiểu, các em nhớ hỏi thầy cô trực tiếp dạy ở lớp để thầy cô hướng dẫn thêm cho các em nhé. Cuối cùng, cô chúc các em tự tin làm bài để đạt kết quả cao. Cô chào các em.